Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một tuần thực hiện thông tư 28/2024, từ 1 tháng 7 đến 7 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm soát hơn 26.900 trường hợp thông qua ứng dụng VNEID, tạm giữ khoảng 2.000 bằng lái xe các loại. Đáng chú ý, trong số đó có gần 500 trường hợp bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNEID. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quy định cho phép kiểm tra, tước giấy tờ tài xế vi phạm thông qua môi trường điện tử, giúp hạn chế tình trạng sử dụng bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giả khi xuất trình. Đồng thời điều này còn giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều bản cứng của giấy tờ.